Vì có một cái tool để mà khi mà anh chị em làm ấy thì anh chị em sẽ biết được tất cả những cái biến thể của nó. Ví dụ như là vẫn là bức ảnh đó nhé, thì chúng ta vừa rồi là chúng ta có cái màu là màu chrome đây, chromatic này, được chưa ạ? Đấy, cái màu chromatic này đấy. Nhưng ngoài ra thì nó còn rất nhiều cái nữa, comic book, ví dụ như là sách hoạt họa này đấy, hoặc là màu than chì này đấy, hoặc là gì ạ, computer chip này, hay là cái dạng kiểu Da Vinci, tức là dạng theo phong cách của Da Vinci, hoặc là theo phong cách là vẽ hình theo kiểu Da Vinci đấy. Ví dụ như là vẫn là cái bức ảnh đấy thôi, nhưng mà mình chỉ thêm vào cái phong cách của Da Vinci drawing ngay lập tức thì nó sẽ biến thành một cái khác. Ví dụ ở đây mình đưa vào cái Da Vinci drawing ở trong cái câu lệnh này thì ngay lập tức chúng ta sẽ ra được một cái hình ảnh mới hoàn toàn luôn. Ví dụ vẫn là câu lệnh này nhưng mà chúng ta thêm vào đấy cái gì ạ, Da Vinci drawing, chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất là lớn luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất lớn luôn, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ, ở đây với mỗi một cái biến thể thì nó lại cho ra rất nhiều những cái option khác nhau. Đây là style anh chị em nhé, style có rất nhiều style khác nhau đấy. Ví dụ như là DNA này, ví dụ như là Dune là những cái lộn cát này, rồi là electronic, electrical này, tức là lại có những cái dòng điện chạy qua này chẳng hạn thế, hoặc là fiber optic, tức là gì ạ, nó lại có những cái sợi thủy tinh này, ví dụ thế, hay là fluorate, nó lại mang tính chất là hoa, ví dụ như cái xe máy mà lại fluorate thì lại xe máy làm bằng hoa, kiểu kiểu vậy. Hoặc là Fibonacci thì nó tạo ra những cái hình xoắn ốc giống như hình Fibonacci đấy đấy, hoặc là futuristic thì nó lại mang tính chất tương lai đấy đấy, hoặc là galactic thì nó lại mang tính chất vũ trụ đấy, mang tính chất là hệ hệ thiên hà, kiểu kiểu như vậy anh chị em đấy. Hoặc là glass bowing, tức là nó lại dạng những cái hạt hạt thủy tinh nóng ấy anh chị em đó đấy, hoặc là graphic novel, tức là những cái nó mang tính chất hơi hướng là kiểu như là tiểu thuyết đấy, hoặc là graffiti, tức là nó lại giống như kiểu là mình vẽ tranh đường phố ấy anh chị em ạ đấy, hoặc là hell nó giống như là địa ngục đấy, horror tức là nó sẽ mang tính chất là dạng là hơi u ám, hơi kiểu nguy hiểm, nó kiểu như là dạng là kinh sợ một chút đấy, là kinh dị một chút đấy, hoặc là ice, tức là dạng cái bức ảnh đấy nó lại thời kỳ là gì ạ, thời kỳ kỷ băng hà, hoặc là Jurassic tức là nó lại mang hơi hướng của gì ạ, khủng long đấy, hoặc ice thì nó lại mang hơi hướng là gì ạ, nó gọi băng giá đấy, tức là vẫn là bức ảnh đấy nhưng mà nó mang tính chất là nhận hơi băng giá một tí đấy. Đấy anh chị em ạ, chỉ cần thêm một cái chi tiết đấy là gì ạ, Da Vinci drawing một phát anh chị em thấy không ạ, thì nó lại ra cái hình ảnh nó khác hoàn toàn, nó vẫn là màu sắc đấy, nó vẫn là hình ảnh đấy, nó vẫn là kiểu như vậy, nhưng mà nó lại gì ạ, nó lại mang tính chất là bức bức tranh vẽ của Da Vinci đấy. Da Vinci nó có cái phong cách vẽ riêng của ông ấy, cho nên khi mà ông vẽ bất kể cái gì thì nó vẽ theo cái phong cách của ông ấy. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là với mỗi một biến thể là chúng ta lại ra được cái sự tưởng tượng khác nhau. Đấy, và khi mà anh chị em làm chủ tất cả cái bộ công cụ này, anh chị em thử nghĩ xem ạ, nó kinh khủng như nào, được chưa ạ? Mà chưa hết đâu, đấy nó chỉ là một phần thôi, đấy là style thôi, nó còn lighting nữa. Lighting thì nó có những cái gì ạ? Ánh sáng, nó là ánh sáng cổ đại, ánh sáng ở phía sau, ánh sáng phía trước, ánh sáng trực tiếp, ánh sáng là gì ạ, là theo hình tia đấy, rồi là gì ạ, ánh sáng theo kiểu gì ạ, kiểu kiểu điện ấy, điện tử ấy đấy, ánh sáng theo kiểu lửa, ánh sáng theo kiểu phát sáng glowing, phát sáng lên đấy, hoặc là ánh sáng theo kiểu gì ạ, ánh trăng đêm đấy, hoặc ánh sáng theo kiểu lava đấy, hoặc night club, tức là buổi 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 đêm ở trong club, ở trong bar đấy. Đấy, rồi quantum dot display, tức là những cái ánh sáng điểm nhưng mà nó lại dạng nó lại nhiều màu sắc, nó phát sáng ấy. Hoặc nuclear waste, tức là những cái phế phẩm về hạt nhân, rất nhiều cái loại luôn anh chị em. Đấy, sau đó lại camera, thế là mình lựa chọn cái loại camera mà DSLR ấy, cái loại là ống kính mà gì ạ, ống kính cơ quang học ấy. Đấy, hay là loại là panorama, tức là mình nhìn toàn cảnh 360 độ này.
đấy, hoặc là dạng là ống kính điện tử electron microscope đấy, hoặc là macro lens, tức là dạng là ống kính mà lại dạng là siêu nhỏ, tức là siêu siêu sát chi tiết là micro đấy, được chưa? Đấy, rất nhiều các loại ống kính khác nhau tạo ra những cái biến thể khác nhau nữa anh em ạ. Chưa hết là chúng ta có thể vẽ dựa trên những cái dạng những cái nghệ sĩ, ví dụ như là những nghệ sĩ ở đây anh chị em có thể thấy như là Goya này đấy, ví dụ như là Francis Bacon này đấy, ví dụ David Hockney này đấy, ví dụ như là Jean Michel này đấy, hoặc Leonardo da Vinci này đấy, tức là những cái tác giả nổi tiếng, ví dụ là Michelangelo này, Monet này, ví dụ thế đấy, Picasso này, anh chị em thấy không? Tức là mình sẽ vẽ tranh theo phong cách của Picasso đấy, mình là học trò của Picasso hoặc mình để Picasso vẽ cho mình, anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều những biến thể khác nhau, hoặc Van Gogh này, nhận toàn những cái họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, mình có thể vẽ theo cái phong cách của ông ấy, được không ạ? Đấy, rất hay. Ngoài ra thì có màu sắc, ví dụ màu sắc thì Amber là màu hổ phách này đấy, Baby Blue Color là màu màu xanh nhưng mà lại xanh kiểu baby, xanh rất nhẹ, xanh rất nhạt thôi đấy, Baby Pink là màu hồng, hồng hồng phớt thôi đấy, màu be là cái màu hơi nâu trầm trầm một chút đấy, màu xanh blue hay màu brown, màu nâu đấy, hoặc là CIMK thì là cái màu gọi là gì ạ, kết hợp của bốn loại màu khác nhau đấy, rồi màu gold, màu cyan đấy, rồi màu đen trắng grayscale đấy, màu green, màu xanh lá cây, hay là hot pink tức là màu hồng đậm đấy, indigo tức là màu nó lại hơi kết hợp giữa màu xanh và màu đen đấy, magenta tức là màu tím, tím hơi đen một tí, lavender là tím nhưng mà pha sáng, tím sáng nhá, magenta thì tím pha hồng và đen đó. Đấy, green nhưng mà neon green tức là màu xanh là cây nhưng mà nó phát sáng như là đèn huỳnh quang ấy. Đó anh chị em thấy không ạ? Đấy, rất nhiều màu sắc khác nhau kết hợp đấy thì nó lại ra những biến thể khác nhau, được chưa? Rồi chưa hết là còn vật liệu đấy, vật liệu là đồng này hay là gì ạ, là sợi carbon, ví dụ như là mình muốn thể hiện một cái áo làm bằng sợi carbon chẳng hạn thì mình ghi là carbon fiber, hoặc là áo làm bằng đồng thì là bronze armor hoặc bronze silk đấy, hoặc là sứ đấy, hoặc là cotton đấy, mình làm bằng vải cotton, áo bằng vải, mình muốn thiết kế cái áo bằng vải cotton thì mình ghi là vải cotton, đúng không? Hoặc là fiber optic tức là diện là sợi carbon đấy, đúng rồi, sợi quang đó, anh chị em thấy không ạ? Fabric là vải, đây là loại gỗ, aluminum là loại thép không gỉ anh chị em thấy không ạ? Metallic là kim loại, nickel là mã nickel đấy, paper là giấy, plastic là nhựa, ni lông thì là ni lông anh chị em thấy không ạ? Skill tức là da đấy, mình để ý xem mình tạo một cái áo là bằng da người chẳng hạn đấy, rất nhiều biến thể khác nhau, anh chị em thấy kinh khủng không ạ?